Dạ, mình chào cô chú anh chị đến kênh San Sài Gòn nha. Buổi tối thứ bảy ngày 6 tây tháng 7, mình có mặt ở hội quán ở sân Mường Dừa của anh Khương Dừa để xem đêm nhạc hàng tuần. Buổi tối thứ bảy San Sài Gòn chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Hội quán ở sân Mường Dừa của anh Khương Dừa vào tối thứ bảy nha. Tại bà con cô bác vô mua vé nè. Bên đây là vé đặt trước nha. Bên đây là thì đêm nay thì có sự phục vụ của danh hài Bảo Trung, nghệ sĩ Mộng Tiền, nghệ sĩ Bích Hạnh, nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng, theo trong hội quán thì hôm nay thì ca sĩ Hồng Nguyên không có mặt nha. Phước Bến Tre, anh Khương Dừa, ca sĩ Diệu Thắm, danh hài Y Trung và một số thí sinh xuất sắc con ngôi sao 10 giờ 11 12 phục vụ bà con tối đêm nay nha. Trong đây thì khán giả cũng vô cũng rất đông rồi nha. Chuẩn bị đêm nhạc cũng chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Âm thanh ánh sáng chuẩn bị luôn. Hey, khán giả giờ mua vé nha. Đây các anh nhân viên này rất dễ thương luôn nè. Nhưng mà giờ tụi em chỉ còn một ở trong chợ thôi, chứ giờ ghế là tụi em sắp full hết rồi. Họ mua trời coi được cái gì? Trời coi được gì, chiếu trên đầu thôi. Trời chiếu trên đầu thôi. Bây giờ tôi xách ghế tôi đi coi luôn. Dạ. Rồi, chào chị Trang. Gì đây sao? Hải, cắt đi Hải. Chiều là tối là chúng hai. Ok, cảm ơn. Này, khán giả cũng rất đông luôn. Đây, tại khán giả vô nha. Đêm nhạc gần diễn ra khán giả vô cũng rất đông luôn. Đây,
đó là đệ tử hả? Hội ở bên trời của là tán sumo dạ, nó có kiểm tra rồi lại đang có chức nhận lại giúp tôi vừa ha. Dạ bà con bác kiểm tra điện thoại giúp tôi vừa nha. Dạ điện thoại ha. Là cũng vừa xin được phép nhắc lại có một vị khán giả bỏ quên cái điện thoại ở bên chợ của bà Tấn Sumo nhà bạn bác kiểm tra xem có ai bỏ quên không nhỉ? Dạ em đây nè. Ê, chào người đẹp. Có nhà có chào chị. Đi ra từ nhà cửa rồi. Dạ quý bà con cô bác thân mến, đêm nhạc ngôi sao Việt Vườn do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh. Trời, hiện tại giờ đêm nhạc đã bắt đầu rồi. Với sự tài trợ của Kim Khiết Trang Sức Kim Cương và Anna Dental. Anna Dental xin được phép bắt đầu ạ. Dạ, hiện tại bây giờ đêm nhạc diễn ra nha, khán giả vô nha. Xíu coi lại chứ thôi cứ đi lộn nó không hay. Dạ, rồi. Dạ, bà con cô bác mình yêu thương vui vẻ khi mà đang xem chương trình nha cả nhà. Và quý bà con cô bác đang xem trên Facebook thì Dung xin một lượt chia sẻ để chương trình của ngôi sao Việt Vườn được lan tỏa cũng như là một cách rộng rãi hơn để bà con cô bác ở gần xa gì đều biết đến ngôi sao Việt Vườn nha cả nhà. Dạ rồi, có nhiều bà con cô bác đang đến á. Dạ kính mời bà con bác cùng ổn định chỗ ngồi để khán giả vô đó. Để đến nhạc diễn ra một cách thành công thì không thể nào thiếu sự hiện diện của ban nhạc ạ. Ban nhạc đêm nay thì sẽ có anh Minh Trung, anh Ngọc Trơn và anh Ngọc Tĩnh. Ngọc Tĩnh là Vũ Trơn, dạ bao mắt cho. Ban nhạc nó xong thì một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ, và không để quý bà con cô bác chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đến với tiết mục mở màn của một nghệ sĩ mà hồi nãy em có nghe anh chia sẻ. Là ông nội bà nội ở dưới Bến Tre rất là yêu mến cũng như là ủng hộ đó. Dạ, nhưng mà hôm nay thì ông nội bà nội cũng không lên được. Nhưng mà chắc ông bà nội sẽ ở nhà xem live stream giống như quý bà con cô bác. Đó, đêm nhạc diễn ra giờ bà con bác cô vẫn vô nha. Bác cho tôi vô một tràng pháo tay lớn ạ. Cảm ơn. Trời, tại đêm nhạc diễn ra nhà khán giả vẫn vô nha. Đây.
trường. À, vô đó. Mà lòng cứ nghẹn ngào. Nếu ai hỏi bao giờ mình. Thank you.
rưỡi à. Đây rồi bây giờ quý bà con bác thân mến, tuần tới đêm nhạc của Sơn Bình Dương là ngày 3/7/2024 sẽ có những nghệ sĩ còn cũng ca sĩ còn mắt yêu mến và kinh doanh như vậy sẽ giới thiệu tới quý bà con bác. Quý bà con bác chờ chút nha, dùng lên cái táp đây nha. Bác thân mến, tuần sau thì sẽ có sự tham gia của ca sĩ Quỳnh Trang cùng với lại ca sĩ Ngọc Phụng, là hai bạn cũng được bạn bác rất yêu mến, rồi nhóm hài của Lưu Thanh Bắc, nghệ sĩ Minh Cảnh, nghệ sĩ Hồng Vân, với lại nghệ sĩ Hồng Vân Cải Lương nha bạn bác, không phải là nghệ sĩ Hồng Vân. Mộng tiền à. À, cô mộng tiền à. Chắc trẻ đẹp, chắc dễ thương luôn. Dạ, chào cô. Dạ, được chứ. Quá đẹp, quá đẹp. Dạ, 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 dạ. Trời, có môn tiền hát hay quá. Dạ, con ơi, quá sớm. Sớm quá rồi, bây giờ nhờ mời cô hát luôn ha.
Trời ơi, giờ nghệ sĩ Bích Hạnh bán bán nè. Ừ, má mày bán ông bán. Cái gì vậy? Thì tự nhiên ông chửi má tôi hả? Ông chửi mày đó, đại diện bà con chửi mày đó. Sao chửi tôi? Bà con nghĩ coi, ông muốn xe ông trao người ta có hai bánh à. Ông, vậy bà nói thở tôi đã đọc lên còn có bánh một à. Tôi biểu diễn cho ông con còn rợ gì nữa. Nó sợ quá thì mày dừng lại, sao mày không dừng? Làm sao mà dừng được mà xe không có thắng mà. Dạ chào cô. Dạ có hay quá. Rồi nghệ sĩ Bích Hạnh ra về nha. Đi hát xong ở hậu quán ở sau miệt vườn. Nghệ sĩ Y Chung. Giờ nghệ sĩ Y Chung. Giờ quá đẹp trai. Cảm ơn những tình cảm của bà con cô bác rất nhiều. Cảm ơn rất là đặc biệt quý vị. Đó là một động lực để cho buổi xuân cảnh cũng như là tất cả anh em nghệ sĩ ca sĩ em hát hoài của mọi quý vị. Cảm ơn cả nhà mình. Và nó làm thanh rất là hay.
sĩ cô chủ đẳng ra về nha. Là ai ạ? Không ai ạ. Chào anh Nguyên nè, Nguyên hát hay quá hay nè. Có đi thi vòng cổ gì chưa anh? Chưa hả? Hay quá hay. Rồi có dịp ghé đây hát cùng bà con nữa nha. Chị này con hát hay quá hay luôn nè. Tên gì chị? Thuy Hồng Thuy hả? Kim Hồng Thuy. Rồi vào kênh của anh Bùi Trung Đẳng hả? Hả? À? À, Kim Hồng Thuy đi. Dạ. Hiện tại giờ đêm nhạc ngày 6 tây tháng 7 kết thúc của cả nhà khán giả ra về nha. Dạ về nha. Thôi anh, sao không mà Xuân Ngân á? Xuân Ngân về Việt Nam rồi mà. Từ từ khi tới. Ờ, khán giả ra về đó. Rồi, chào. Chào anh. Tay nói lực luôn. Ngồi trong nãy giờ ông đã ra ra cũng ngồi trời. Nay xem vui không cô? Dạ. Cô này khách hàng thân thiết luôn, khán giả thân thiết luôn. Dạ. Chúc cô thật dưỡng sẹn, sức khỏe ha. Đừng sao, đừng hẹo lại tuần sau ha. Dạ. Rồi ghé tuần sau luôn rồi. Bây giờ ngoài khán giả đã ra về hết rồi, đêm nhạc đã kết thúc. Ở trong hậu quán thì nhân viên cũng sắp xếp bàn ghế lại. Nay mà đi xem nhạc có vui không bà? Dạ. Vui hả? Rồi. Cảm ơn bà. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn lại tiếp theo. Xin chào.